Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phố Biên Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đường Kha Vạn Căn với đường Nguyễn Biểu quý anh chị ha, thuộc trung tâm của phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Thì hướng này là anh chị đi ra đường Võ Văn Kiệt nha, đi ra bệnh viện cách khoảng độ tầm 100m nha quý anh chị. Hôm nay em có lô góc biệt thự hai mặt tiền đường nha quý anh chị. Còn hướng này là anh chị đi ra đường Trần Phú, đường ra đường Nguyễn Văn Cừ ha. Thì đây, hôm nay em có cái lô góc hai mặt tiền ngay góc này nha nha quý anh chị. Đó, ngang 10 song 17 ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, sát bên hai cái biệt thự sinh đôi này nha quý anh chị. Đó, vì sao em nói là biệt thự sinh đôi? Tại vì em nói hai biệt thự này là giống như nhau nha. Nên là gọi là hai biệt thự sinh đôi quý anh chị ha. Thì đường này là đường nhựa vỉa hè thông thương hết nha quý anh chị. Hướng mình là một là hướng hướng nam, còn hướng thứ hai là hướng đông nam, cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị ha. Đó. Anh chị không? Em quay toàn cảnh cho quý anh chị xem. Đó. Thì đất mình là cực kỳ cao ráo thoáng mát nha quý anh chị. Đây ha. Đó. Từ đây qua này 10m, sau vô là 17m ha. Đó. Anh chị mà giật cái biệt thự lên là thôi cực kỳ đẹp nha. Đó. Đây nha quý anh chị. Sát bên luôn nè. Đó. Đó. Bệnh viện kia, bệnh viện đây ha. Đó. Rồi. Thì đất thì cao ráo, là trung khu trong này thì quy hoạch ổn định quý nhỉ ha, quy hoạch đất ở hết, xây dựng thì một trệt một lầu, mà anh chạy không có tiền thì xây một trệt cũng được nha, không có gì nha quý anh chạy. Hoặc là xây một trệt thôi rồi lên là mình làm gác giả cũng được nha quý anh chạy. Rồi để em cái đường này đường Trần Phú nè, đường năm thẳng ra chợ Long Toàn quý nhỉ ha. Rồi để em quay từ đây cho quay ra đường Võ Văn Kiệt, quay ra bệnh viện cho quý anh chị xem coi ở gần trung tâm như thế nào ha. Cực kỳ rẻ nha quý anh chị. Em vào giá luôn, giá này lô này là lúc trước chủ mua vào hơn 4 tỷ, nay cần tiền bán chỉ có 3 tỷ 3 thôi. Thì giá này còn bớt nhẹ nữa, thương lượng đó, thì anh chị nào thiện chí thì cứ liên hệ cho em ha. Rồi, em sẽ quay ra đường Võ Văn Kiệt cho quý anh chị xem ha. Đây. Em quay sơ cái biệt thự lên cho anh chị xem ha, coi thử thưởng thức coi có đẹp không nha. Đây. Đó, sát bên này 2-3 cái luôn nha quý anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đó, cực kỳ đẹp ha. Đó, này bên này cái nữa nè. Đường mình là thông ra đường này luôn nha quý anh chị, cũng thông ra bệnh viện được luôn ha. Nhưng mà em quay em đi đường kia, đường em đi đường Kha Vạn Căn cho đẹp nha quý anh chị. Đó, cho anh chị thấy ha. Này, nhà quá đẹp luôn. Đó, anh chị mà giật cái lô mình cũng giống như cái diện tích cũng giống như cái lô này thôi quý anh chị ha. Thì mình có thể giật lên như vậy lên cho quý anh chị. Đó, đường này đường Nguyễn Biểu và Kha Vạn Căn này, ngay ngã tư luôn nè. Đó, hướng này mình đi ra nha. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, nhà chuẩn bị mọc lên sang sát nha quý anh chị. Đây, em chạy ra đường Võ Văn Kiệt cho quý anh chị xem. Đó, như cái chỗ này nó làm nhà cấp 4 được quý anh chị thấy không? Đó, nhà cấp 4 luôn nè. Tại vì tiền nào của đó thôi, ví dụ như anh chị ít tiền thì anh làm anh chị làm ít tiền, mà nhiều tiền thì làm nhiều tiền nha. Đây không có bắt buộc máy nha quý anh chị. Bên kia có nhà cấp 4 kìa. Anh chị an tâm ha. Đường xe ô tô ngã 3 ngã 4 rồi các thứ. Có biển báo rồi, đường có cái đường phân cách rồi các thứ, cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Đó, sáng dậy thì anh chị có thể chạy ra đây đi bộ cũng được ha. Rồi anh chị đi ra đây rồi đi ra công viên 30 tháng 4 ha. Đó, đây là bệnh viện đây quý anh chị ha. Đó, này nhà dân sang sát hết nha quý anh chị. Đó, giá chỉ có 3 tỷ 3 thôi là anh chị sở hữu ngay nha. Đó, ngay một lô đất cực kỳ đẹp. Đó, còn ví dụ như anh chị mà có người nhà lớn tuổi gì các thứ thì anh chị cũng gần bệnh viện ha, đau ốm gì có gì mình chạy ra đây cho gần, chạy qua đây. Đó. Đây là đường, này là đường Võ Văn Kiệt quý anh chị nha. Đường này thì trung tâm của phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa rồi nhớ quý anh chị. Ở đường này là kết nối từ Hòa Long, Long Phước, thành phố Bà Rịa, kết nối qua quốc lộ 51, quốc lộ 55 quý anh chị ha. Hướng này ra quốc lộ 55 trung tâm hành chính tỉnh đây thôi nha quý anh chị. Đây đi ra trung tâm hành chính tỉnh khoảng độ tầm 2 cây số thôi ha. Còn đây là về Long Phước, Châu Đức, Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị ha. Đó. Rồi em xin kết thúc video ở đây, nhớ like và đăng ký kênh quý anh chị ha. Em còn xin nói thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em rao bán, em review chi tiết cho quý anh chị, không có mất tiền quý anh chị nha.
đường mình là vào đường này nha quý anh chị. Rồi em xin chào. Để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị xem ha. Vị trí là vị trí và cái sổ nha quý anh chị. Đây là cái sổ nè. Tổng diện tích là 167,9 m², đất ở tại Âu Thị hết quý anh chị ha. Góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ có 3,3 tỷ nha quý anh chị. Để em quay sơ vị trí cho quý anh chị. Đây là cái vị trí quý anh chị ha. Coi như mình là trung tâm luôn nha quý anh chị. Từ vị trí của mình anh chị đi biển Long Hải đi khoảng độ tầm 15 km ha. Về Hồ Tràng Hồ Cốc khoảng độ tầm 30 km nha quý anh chị. Ra vào thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 20 km quý anh chị ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Nhớ là đăng ký kênh quý anh chị nha.